Thưa quý vị, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, các cấp hội nông dân thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ cho hội viên nông dân duy trì sản xuất xuyên suốt mùa dịch. Một trong số đó là việc triển khai có hiệu quả nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân để xây dựng các mô hình có giá trị kinh tế và tính ổn định cao. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Rút kinh nghiệm từ các đợt dịch COVID-19 thứ hai, các cấp hội nông dân thành phố đã xác định giải pháp hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho hội viên nông dân đẩy mạnh tái sản xuất, khôi phục kinh tế là các mô hình có vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân, nhất là hoạt động của mạng lưới kết nối của tổ vay vốn giúp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên, đảm bảo được đầu ra. Vì vậy, cho đến đợt dịch này, các cấp hội đã huy động từ sớm nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ để giúp bà con nông dân xây dựng những mô hình nông nghiệp hiệu quả, góp phần đẩy mạnh tái sản xuất xuyên suốt mùa dịch. Gần đây thì một số hộ nông dân thì được sự vận động của hộ nông dân huyện cũng như hộ nông dân các xã thì khôi phục đất sản xuất nông nghiệp bị bỏ hoang, thì người ta cũng tận dụng cái cây này để người ta vay để về người ta có cái điều kiện để người ta khôi phục cái đất sản xuất này. Bởi vì vay vốn của hộ nông dân là nói chung là mình được có cái là có tiền mình để mình mua vật tư với gái, với phường cũng hỗ trợ cho mình là vì cái thông tin là ví dụ vấn đề giống cây giống bói rồi có khi là họ sẽ giúp đỡ mình nhiều lắm chứ, có khi là về giới thiệu rồi có khi giới thiệu sản phẩm của mình ra thị trường chỗ ví dụ những cái nhu cầu họ mua đó thì rất là lợi. Tuy nhiên do nhu cầu giải ngân cao, việc quản lý vốn sản xuất từ Quỹ hỗ trợ nông dân cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là sau khi thành phố nới lỏng giãn cách xã hội, các hoạt động sản xuất dần nhộn nhịp trở lại. Thực tế cho thấy mỗi mô hình do nông dân đề xuất đều nằm trong dự toán 20 đến 30 triệu đồng trên một mô hình. Số vốn này, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, thời điểm này không khả thi để áp dụng cho việc hỗ trợ sản xuất sau mùa dịch. Thay vào đó, nhiều ý kiến đề nghị tăng số vốn cơ bản và kéo dài thời hạn vay vốn so với định kỳ. Trong quá trình quản lý và sử dụng nguồn vốn này dưới cơ sở thì ở một số cơ sở thì người ta cũng kiến nghị nên kéo dài cái thời hạn vay đối với nguồn vốn này. Ví dụ như là từ bình thường thì hiện nay thì cho vay từ 2 năm đến 3 năm. Thì có một số hộ thì người ta cũng kiến nghị thì kéo dài cái này là khoảng 5 năm. Mình vẫn biết rằng là cái nguồn vốn này nó ít thì muốn là quay vòng để cho nhiều người hộ viên nông dân được hưởng, cho nên là cái thời gian nó còn vay nó còn ngắn, cho nên mình mong muốn là nếu như trong thời gian sắp tới mà cái dư nợ nó tăng lên, có nguồn vốn này nó phát triển lên thì cũng mong là các cấp các ngành quan tâm là hỗ trợ cái kéo dài cái thời gian cho những cái hộ vay cũng như là tăng thêm cái số tiền vay. Dự báo diễn biến dịch COVID-19 thời gian tới còn nhiều phức tạp và Đà Nẵng vẫn có nguy cơ xâm nhiễm từ bên ngoài. Vì vậy, việc đảm bảo sản xuất cho bà con nông dân tại huyện Hòa Vang nói riêng và trên địa bàn thành phố nói chung là một yêu cầu quan trọng và hết sức cần thiết nhằm duy trì một nguồn cung nông sản ổn định. Để làm được điều này, ngoài sự hỗ trợ của người dân, thì các cấp ngành trong đó hội nông dân cần phải chủ động và linh hoạt hơn để triển khai các giải pháp vay vốn thực sự hiệu quả cho hội viên.